Trời ơi, dạo này ít đi chợ. Bữa nay đi thấy quá trời mấy cái đồ. Mấy cái này thì xưa giờ nó bán rồi, không phải không bán. Đây này nè. Giờ cái gì cũng có đây nè. Khỏi cần về Việt Nam mua. Cá kèo, viên nước mắm. Ghẹ sấy 6 đồng 49. Ồ, khu cá chỉ vàng nè. Cá chỉ chế tỏi như đây 3 đồng 99 hộp. Cá thiều 3 đồng 99 hộp. Nè, cái này khô mực rán mỏng cay không ta? Cái hạn nó tới 2022 nè. Chiếm cái nào có ớt. Dạ, yeah. Cái này này cái ớt. Ô, có khoai chiên giòn. Nè, cá cơm chiên giòn nè. Bây giờ đâu cần về Việt Nam đâu. Bây giờ ở đây có đủ rồi đó. Buôn biển ăn cũng được á. Anh lấy hộp nhỏ kìa anh. Cái gì? Ừ. Nhỏ, nhỏ hả? Ồ. À, này nó sale nè phải không? 5 đồng 99. À, vậy thôi lấy hộp bự đi. Không biết nữa. Cái giống nhau. Này Sunday California. À. USA. Còn này của ai? Cũng đây luôn á. Sugarland gì nè. Sunday. 5 đồng 99. Khô cá điêu hồng sấy gia vị. Dạ thôi lấy hộp bự đi, tại này nó đang sale. Bự. Phải không? Chùm ruột ngào. Chùm ruột cay. Ơi cái me đó đừng mua, bữa ổng ăn dở ẹt kìa, em còn nguyên hũ nhà kìa. Me cam thảo, cái này me cam thảo ăn thử không? Cái này ngon ngon nè. Ôi 6 đồng mấy hả? Gì mắc dữ vậy? Ôi cái đó là nguyên nó không ăn đâu, cái đó dít đến không ăn đâu. Không, không có cái loại mè sửng giòn mà nó thích. Mè dẻo đó nó không thích, nó thích ăn cái mè sửng giòn à. Không có rồi. Bánh quay kèo cũng có nữa nè. Bánh quay kèo 3 đồng 89. Lỗ tai heo. Bữa mua một hũ lỗ tai heo không biết bỏ đâu, không biết nữa trời. Bánh men. Bánh con sùng. Bánh con sùng như đây 3 đồng 25. Bánh men men 3 đồng 49. Và bánh men này là 2 đồng 69. Bánh gai chắc. Bánh men mãng cầu 2 đồng 99. Cà phê quá trời, cà phê phố nè. Cà phê Việt Nam cho người sành điệu Trung Nguyên nè. Nhà còn một hộp Trung Nguyên chưa uống. Trình. Cà phê Việt Nam. Nhà cà phê đen. À, lâu lâu uống cà phê đen cũng ngon đó nha. Bên đây cũng là Trung Nguyên. Nhiều.
gì đấy. Milo một thời 14 đồng 49. Trời ơi, Ovaltine đấy nè. Cái này là cả một tuổi thơ ấy nha. Nhiều lắm luôn. Đây cũng là một trong những gian hàng mình thích. Dưa mon, dưa bồng bồng chua, củ kiệu chua. Mắm tôm chua, mắc lắm anh nha. Nhiều đây, 13 năm kali, 13 đồng 99 một hộp bự, một lon bự á, keo bự chứ. Xả ngâm 1 đồng 99. Không anh, ai biết tùy anh à. Cà pháo. Nói chứ cái gì nó cũng có bán chân đó, mà quan trọng là tại vì nó đã ngâm rồi nên mình ăn nó không có còn ra cái hương vị mà mình muốn nữa. Chứ cái gì cũng có, nhưng mà ăn cứ đỡ riêng cũng được. Đa phần của Thái Lan. Wow, nhiều hộp đấy. 4 đồng 59 một keo.